Di động bây giờ chào tất cả em nha. Chào mừng em đến với chú bóc hộp kiểm tra xử lý nhanh nhé. Hôm nay thì mình được 5 đơn được cơ anh em nhé. Em cùng kiểm tra nhanh với mình xem cây nào hay xử lý trước cho em xem nhé. Nặng lắm, hôm nay em nhận được nhiều máy đấy. Ok, đọc đơn sâu 6 trước. Đơn hàng của bạn Lương Thạch LS gửi cho mình từ đâu cũng không rõ, nhưng hộp đọc cũng hơi dán băng dính hơi xấu nhá. Nên dán băng dính mới mới một chút nhé. Một em X3 Pro vỏ hộp thôi, còn lõi thì chưa biết. Đúng, vẫn là X3 Pro đột tử anh em ạ. Muôn thuở rồi. Đấy, giờ đóng bằng tem handmade with love. Ok. À, các vân tay này. Sửa lỗi cho em lỗi đột tử với thay luôn cho em cái cảm biến vân tay. Cảm biến là cảm biến lô nhá. Rồi lần sau vào thì mình thay, mình cho sẵn bóc một cảm lô làm gì cho nó phí tiền ra. Ok, lại đột tử nhá anh em nhá. Ok, X3 Pro đột tử thì sẽ xử lý sau nhá. Mà dòng nói chung là đột tử nhiều lắm, mà sửa xong cũng được một thời gian anh em ạ. Không phải là khó bền đâu. Đột tử hẳn đâu, con này không có quại gì luôn. Xử lý sau anh em nhá. Một em, gọi sang một bên. Tiếp theo đơn hàng của bạn nào đây. Linh kiện điện tử không rõ của ai luôn. Trần Duy Long, ok. Một Pro Max, máy đập, máy hư màn, đã thay khung sau, không nhận wifi, loa trong bluetooth, phôi máy kiểm tra bên thay màn hình, đập rồi lại thay vỏ rồi, khung sau vỏ, lỗi wifi, mất loa trong, mất bluetooth, bluetooth ở bên dưới, phục hồi máy kiểm tra bên thay màn hình, nhiều bệnh quá, thay vỏ rồi nha, vỏ đẹp chưa, mới tinh đấy, vỏ mới đấy, em lên gì không màn là chết hẳn chưa nào, còn đây lên hình coi, chắc màn chết rồi. Mấy cái này thì nếu có xử lý cũng rất siêu lâu anh em nhé. À, màn như này thì test chi nữa. Mấy cái này thì sẽ cố gắng tách men ra ghép lại trước, kiểm tra xem đứt chân thành nhiều hay không. Đứt ít thì câu được, đứt nhiều quá thì thôi. Sàng bên dưới mà cong gãy cả bên trên nữa thì thôi, bỏ chịu. Sàng bên thì không bền, bên này không ưu điện tiền từ đấy đâu. Ok bạn Duy Long nhé, để kiểm tra xử lý cho bạn sau nhé. Tình trạng nguồn vẫn còn đó, nhưng màn thì đai rồi. Lại không lên này, màn lúc lên không này, bấm lại không lên nữa này. Không sao, tạo ra sau bên. Nhiều bệnh lắm, xử lý sẽ rất lâu. Rồi, tiếp theo đơn hàng của bạn Bùi Thiệu Huệ. Gửi cho mình từ Lậu Lộc Thanh Hóa nha. Một chiếc Samsung gì đây, không ghi cho mình thông tin này. Mi chứ nhỉ, nhiều cam phải giống Mi hơn. Đúng, Poco. Cũng là Poco. Khá đẹp, chưa biết lỗi gì, không thể ghi thông tin gì cả. Keo lại được từ nốt rồi. Chắc còn trên màn thì sao anh em ạ, thấy có dòng sạc đẹp lắm. Rồi là con gì nhỉ, con Poco F3 anh em ạ, màn AMOLED đấy. Nhưng con này nguồn sạc đẹp lắm, không nhầm là chết màn. Chưa nhìn thấy vết vỡ màn cả, thấy vết vỡ màn là vứt luôn. Sạc pin dòng đẹp, máy giống máy sống bình thường nhá. Màn thì trông chết khá đẹp đấy. À máy rung rồi, vừa thấy rung trên tay rồi. Ôi, 80% màn đi anh em nhé. Màn AMOLED mà rơi rất nhẹ nó chết nhé. Chết thì cũng không nhìn thấy gì đâu. Rồi sẽ lên chủ máy kiểm tra lại, nhưng không nhầm nó con này chết màn. Ok, tạm ra sửa bên, chờ cái màn thay. Đó lại cho chủ máy đã. Cô F3 bật thì có rung nhé. Này cảm sao thì nó khi tưng tưng kêu bây giờ ấy mà. Ra sửa bên đã nào. Tiếp theo bóc đơn hàng của bạn Nguyễn Minh Phương gửi cho mình từ Hải Dương nhé. Dùng giấy lau quần mà thích mỹ quan này. Bắt đầu dùng vải, đây là vải vụn, không phải giấy lau, gọi là vải vụn nhé. Chắc nhà bán vải rồi. Còn em gì ở trong đây. Có màn hình mới cơ, thấy màn hình mới mới nữa, còn cả siêu màn hay sao này. Nè, Oppo à. Con này con gì thò thụt hay sao ấy nhỉ. Phoenix, nhiều hồ, ra màn lô. Kiếp của màn giày này cơ. Cái thật màn lông lên không dày kinh khủng này á. Pin hiện tại không thể lên tục lại gì cả. Bạn này cũng chẳng cho mình thông tin gì cả, lắp cái màn lô trong điều nhỉ. Rồi thấy dụng à, nhiễu màn lô nhiễu này á.
Ôi, màn này thì mình dự đoán 8% là đứt màn nhé. Màn lô, màn LCD dài cực. Nó mỏng lắm chứ không dày đâu. Màn cong nằm ở phẳng phẳng đây này. Đây màn lô là lôi hẳn lên này. Được không? Phá một thời đấy. Ngày xưa mới ra nó hai mấy cổ đấy. Bây giờ thì tuyệt chủng ở đồ đạc không có đâu. Nên là phải thử lại màn trước đã nhá. Thì có thể màn này lỗi. Nhưng mà đóng cái tem này rồi nó không được bảo hành đâu. Khi có bao ra một con phái trông buồn cười thật, đúng thật màn lố lắp vào trông ảo thật. Làm một cái viền nhựa này dày lên này để cho nó phẳng vì màn gốc là màn cong anh em nhé. Ok, cây này thì chắc phải kiểm tra xử lý sau thôi, kiếm màn test thử xem nào. Nói vẫn lên nguồn, mỗi tội là màn lỗi rồi. Cái này chắc chưa có màn để test, kiếm màn test thử xem sao đã nhá. Rồi thì theo được cái củng quả này khá nặng này, một bộ phận đồng xuân phú sông cầu quá. Tiên mặt P P này sẽ trường trường à, quận trường nhá. Nặng lắm, phần này khá nặng luôn. Vậy này gửi gì cho mình đây? Hộp rất to, bên trong là hộp hộp nữa. Đó. Một cây máy. Cố gắng giúp em cây S21 Ultra này để khách lấy dữ liệu. Đấy S21 đó. Đây là S21 Ultra. À hai cây, cây dưới nữa. Cây A22 màn hình bị hư nên cứ làm giả máy không sao hết. Màn hình bị hư nên anh cứ làm thoải mái, không sao hết màn hình bị hư nhưng mà sửa cái gì chả biết, sửa mê à. Anh đào là chết à? À màn hình long loang thế là đổi màu thế này. Khó nhìn lắm. Hai cây cứ tưởng S21 đây, S21 đây. S21 cần cái dữ liệu à. Chưa biết tình trạng làm sao. Thế còn lại là cái gì đây? Ba cây được ghi mỗi hai cây, không biết cái còn lại là lỗi gì. Ba cái máy để khá nặng luôn. Hai cái này giống nhau à? Đâu khác nhau nha. Hai hai. À đây, bên này nữa chết đọc nhầm. Anh nhớ kiểu giúp ba cây. Cây S21 Ultra mất nguồn. A52 bị lỗi sạc. A2 bị cam trước. A52 lỗi sạc, con này lỗi sạc này. Rồi, sẽ biết bệnh ba cây. Xem gốc kia là cây nào không nha. Cây lỗi cam này thì không có màn hình test chi. Mà màn hình lỗi à đâu? À màn hình nhòe 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 nhòe. À đi màn bị nhòe đâu, chết chết hả? Đấy, bạn này đã gửi cho mình cái màn không lên gì nữa thì cái này thì bị lỗi sạc à? Đấy, giống con A52 trước mình làm này. Sao không có kết quả gì luôn. Đây là lỗi cam trước à? Còn màn đã bị sai màu nhòe đấy nhá, chứ chưa phải chết hẳn đâu. Full cam, đen xịt, lỗi, mega cam, không đủ pin. Cái này đang sạc không thấy vào gì luôn, không kết quả gì luôn cơ. Toàn cây cũng mất thời gian đấy. Cái S21 cha này nữa. Không ngắm thực cái này xem tình hình có cứu không nha. Sao sạc có nháy nhẹ. Có khả năng cứu. Thử xem nào. Xem bên còn ra gì không đã nào. Chú bảo vệ vân tay trong cam rồi nha. Trước tiên là kẹp một thử xem sao. Cái này gần dữ liệu à? Không, nguồn này không phải nguồn chạm anh em nhé. Đây là mình đóng cái nguồn này. Để mình kẹp mát này. Chưa chỗ mà kẹp cái gì tạm tay vào đây và dí vào đây này. Mọi không thấy gì bất thường cả. Bấm mới lên này. Bấm treo như này thì nghi ngờ nghi vấn vẫn là CPU ổ cứng. Cặp của này CPU và RAM đang không nhận gì ạ. Mới dòng như vậy. Cái này không đơn giản đó, khó chơi đấy. Trên mình đã chọc gì chưa? Nếu không con này chắc tiến hành đóng thử cặp lại thôi. Không còn nước nào đâu. Dòng treo này thì dòng toàn dòng cặp thôi. Mới cầm máy tính cây này khi nhận 908 đấy, đùa đâu. Nên thì trông đẹp đấy, chưa ai sửa gì cả. Rồi, mình ở đây nha. Ôi sao lại hở hở này nhỉ? Là CPU ở đây nha anh em nha. Trời ơi, phải chịu khó làm lại con CPU này xem có được không nha. Với dòng như vậy thì đa phần là dính vào U nhiều. Samsung chỉ cần kẹp 2 dây là lên được nguồn nhá. Còn như với dòng Mi mùng này nó kẹp khó kẹp hơn thì nó phải kẹp nhiều dây hơn. Để lấy dây kẹp khác kẹp thử cho chắc. Chào các bạn đấy. Xin chào giò này anh em thấy hảo không? Các bạn thấy giò.
trong khi chỉ cấp âm dương thì không dò, mà cấp kèm nguồn thì lại dò, chứng tỏ kèm nguồn có vấn đề không chuẩn. Cái kèm không chuẩn nó sẽ bị dò. Vậy có dò thế nào đâu? Chứ cấp nguồn không chuẩn nha. Nhiều cái tưởng tại sao nó dò. Nguồn này rất khó bấm, bực thật. Chào, kích bình thường nha. Cắm treo nha, không chắc mai bỏ ra về này. À, bỏ ra về này. Anh cắm kết nối máy tính xem này. Ui, nhận được máy tính em. Khỏi bà. Mấy cái này anh em cứ khò nóng thử phát xem có lên được và cứu liệu không đã. Không nên vội vàng đủ cặp nữa nha. Mục đích của chủ máy là lấy dữ liệu thì anh em sẽ thử cố gắng cấp cứu khò nhiệt độ thử cao cao một chút cho em U nó giãn nở chút, vận động lại nhiệt xíu xem sao. Đây, CPU đây. Ra mà trên U ở dưới nha. Khó xíu xem sao, em có tỉnh dậy không? Tỉnh dậy sau cơn ngủ mê không? Nhưng được thế này làm cạp nha. Nhận thử cái video đến luôn bây giờ này. Em chờ cái đi xuất hiện này. Ok anh em, sau một cú em nó đã hồi sinh. Việc dữ liệu như này đã kết thúc việc dữ liệu nha. Đây là nguồn này, anh em lấy dữ liệu đã phải bắt cái này vào, nó không có sạc được đâu, không sạc được đâu nha. Cho dữ liệu đã, cần dữ liệu gì sao lưu trước đi ra xong làm gì làm sau. Ok anh em. Nhiều khi cần dữ liệu thì phải cứu nhẹ nhàng trước đã. Lần nữa phải cẩn thận nhiệt cho nó nữa cơ, không thận nhiệt không. Ôi trời. Màn mực nha. Màn mực này. Ok, nói chung là sẽ liên hệ để lấy dữ liệu. Hỏi chủ máy lấy dữ liệu nha. Ok, như vậy là mình đã cấp cứu xong một em. Gọi là đây chỉ là điện tìm đồ hô hấp cấp cứu thôi. Hô hấp cấp cứu thôi. Ok anh em, tạm kết thúc video này đây nha. Hẹn gặp lại anh em những clip tiếp theo nha. Chào tất cả anh em.